Liên quan đến hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam, mới đây Văn phòng Chính phủ cho biết sẽ sớm xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài của hai dự án này. Trước đó, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ trong năm 2024 có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động. Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được khởi công xây dựng từ năm 2014, hoàn thành từ cuối năm 2018 với tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai cơ sở y tế này hiện không đáp ứng được kỳ vọng giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trung ương ở miền Bắc.